Xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu động cơ làm loại quay vịt rất là khỏe, 12V 500W. Cái này nó nhôm sắt hết các bạn nhé, nhôm ở trong này đều bằng sắt này, cái nhôm này sử dụng xích xe máy luôn này. Đấy, các bạn muốn bắt cố định lên khung xe thì bắt vào bốn con ốc này. Con này có kích thước này là 8 cm 8,5 này, chiều dài là 11 cm này. Thân động cơ cái con này là 12V 100W các bạn nhé. Đây con điều khiển chiết áp này là 12V 250W nhé. Cái này điều chỉnh tăng giảm này. Con này thì tốc độ cao nhất của nó thì tầm khoảng 75-80 vòng trên phút thôi. Thì các bạn về nhà sử dụng điện áp một ắc quy nhé. Đây, quay nhanh nhất đây, nó cũng vừa phải thôi, lực kéo là rất khỏe, răng sắt thì rất là bền. Loại này thì có thể quay 10 đến 15 con vịt, hoặc là quấn rulo máy bơm, quấn đường ống dây phun thuốc sâu. Đấy, nếu mà quấn dây phun thuốc sâu thì loại ngắn, còn nếu quấn dài thì các bạn phải dùng loại to hơn. Đấy, đây vòng tua này rất là êm nhé. Con điều chỉnh này là 250W thì nó có thể chạy chậm nhất như thế này, nó vẫn chạy này. Đấy, và vặn nữa là nó tắt đây. Thì khi sử dụng tắt đấy thì chúng ta lên dùng công tắc tắt thì nó bền hơn. Còn cái chiết áp này thường thường là mình sẽ để ở cái cữ nào là mình để cữ đó, hoặc là mình chỉnh một chút thôi. Còn khi không dùng đến ấy, thì mình tắt bằng nguồn thì nó sẽ ít bị hỏng cái con chiết áp này hơn. Đấy, và đối với lại cái việc sử dụng trong quá trình tính toán tốc độ ấy, thì làm sao mà mình sử dụng cái tốc độ tối đa này là tốt nhất. Sau đó qua một cái bộ truyền giảm đi một tí đúng bằng cái mình mong muốn thì lực kéo sẽ là tối ưu, và con chiết áp này sẽ rất là bền, chứ không lạm dụng con chiết áp này để giảm tốc độ. Đấy, thì thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái con này, và nó không đạt được cái hiệu suất tối đa của cái động cơ. Động cơ thì tất cả là hàng mới nhé, cái này là do vận chuyển thì con nọ nó va con kia nó chảy xước thôi, hàng mới 100%, răng sắt rất là bền. Bên mình thì có một loại rẻ hơn là răng nhựa, thì nó cũng vẫn chịu tải tốt, vẫn khỏe, tuy nhiên là cái độ bền thì nó sẽ, nếu như dùng là nó sẽ không cao. Đấy thì đấy. Mọi chi tiết đặt hàng liên hệ 0983 818 955.